Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Tokyo Gamera. Hôm vừa rồi thì khi mà tìm hiểu trên mạng thì mình có thấy một cái vụ việc, đó là có hơn 100 chiếc flycam ở Trung Quốc khi mà đang bay biểu diễn thì bị đồng loạt đâm vào một tòa nhà. Và cái nguyên nhân được cho rằng ở đây đó là do bị mất lái và mất kiểm soát. Và ở Việt Nam thì cũng đã có rất nhiều anh em chơi flycam mà bị cái việc là bị rơi flycam rồi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cái nguyên nhân vì sao cái chiếc flycam của bạn nó bị rơi nhá. Cái lý do đầu tiên ấy thì là đó là anh em đã bay vào những cái vùng cấm. Ở Việt Nam thì anh em cũng biết rồi, khi mà chúng ta chơi flycam thì bắt buộc là anh em cần phải có cho mình một cái giấy phép để có thể là bay flycam. Nhưng mà đôi khi là chúng ta có những cái vùng cấm như là khu quân đội này, khu hành chính quốc gia, thì khi mà anh em bay vào chắc chắn là cái flycam của chúng ta nó sẽ bị bắn rơi. Và trên bản đồ của những chiếc flycam đến từ DJI thì nó luôn có những cái vùng đỏ ở trên màn hình. Vậy nên là khi mà anh em bay ấy, thì anh em nên để ý chúng mình những cái vùng đỏ đó để chúng ta có thể là tránh ra. Nếu như mà bay vào những cái vùng đỏ này chắc chắn là flycam anh em sẽ bị bắn rơi. Cái nguyên nhân tiếp theo thì nó sẽ nằm ở cái phần là GPS. Anh em cũng biết là chúng ta khi mà bay flycam ba xa một chút này thì cái GPS nó sẽ là một cái mà giúp chúng ta định vị xem là cái flycam chúng ta nó đang ở đâu. Thế nhưng mà đôi khi anh em lại lựa chọn những cái khoảng bay nó không được phù hợp cho lắm. Cái khoảng bay của anh em thì nó sẽ có nhiều những cái vật cản. Và đôi khi là những cái vật cản đó ấy, nó sẽ khiến cho cái GPS của chúng ta nó bị giảm đi này. Và có thể là nó sẽ không nhận tín hiệu. Thế nên là chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là bị mất kiểm soát. Và cái việc rơi flycam do bị mất tín hiệu GPS nó đã xảy ra rất là nhiều rồi. Và tiện nhắc đến GPS thì có một cái tính năng nữa mà mình thấy rằng là có rất nhiều anh em đang dùng sai cách. Đó chính là cái tính năng Return to Home. Cho anh em nào chưa biết thì Return to Home là cái tính năng tự động quay trở về khi mà pin nó xuống thấp. Và rất nhiều anh em khi mà mới chơi và chưa có kỹ năng xử lý, nếu như trong cái trường hợp là GPS nó bị mất thì anh em lại luống cuống ấn vào cái nút là Return to Home. Thế nhưng mà do cái độ cao của anh em nó chưa đủ, vậy nên là khi mà Return to Home về thì nó sẽ bị va vào những cái vật cản. Và cái việc mà chúng ta bị mất flycam do va vào vật cản, đó là cái điều không thể tránh khỏi nếu như mà anh em set up cái Return to Home này sai. Một cái lý do nữa mà mình thấy là rất nhiều anh em mắc phải, và đây cũng chính là cái lý do nhiều nhất khiến cho flycam chúng ta bị rơi, đó chính là anh em bị bay trong cái tình trạng là pin của chúng ta quá yếu. Và khi mà cái mức pin flycam của anh em nó xuống dưới 10% thì cái flycam của chúng ta ấy nó sẽ quay về một cái chế độ, đó là bắt buộc phải hạ cánh thẳng. Và khi đó nếu như mà cái phần tiếp đất của chúng ta nó là sông, là ao, là ngòi gì đó thì tất nhiên rồi, anh em sẽ bay ngay cho mình vài tấn thóc mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Và để mà có thể tránh được cái điều này thì cái việc đầu tiên của anh em đó chính là chúng ta cần phải kiểm tra cái độ phồng của pin này, độ chai của pin trước khi mà chúng ta bay. Hai nữa là anh em sẽ phải nhớ giúp mình về cái chế độ là Return to Home. Anh em hãy set up nó ở cái mức là khoảng 30-40% thì máy bay nó sẽ tự bay về. Khi đó thì nó vẫn sẽ còn pin để có thể là bay về cho anh em. Đó là cái điều mà anh em cần ghi nhớ ở đây. Và có một vài anh em thì có cái sở thích, đó chính là độ chế chiếc flycam của mình. Tức là anh em khi mà mua flycam về thì chúng ta sẽ lắp thêm một cái camera độ ở bên trên. Và anh em cũng biết rồi, để mà đảm bảo cái độ an toàn của flycam khi bay thì nhà xuất họ chỉ cho một cái tải trọng nhất định. Và khi mà anh em cho thêm một cái vật gì đó ở bên trên thì cái motor của nó sẽ phải hoạt động liên tục, và dẫn đến cái việc là nó sẽ bị cháy main. Và ở trong cái trường hợp này ấy, thì chúng ta hoàn toàn không được bảo hành. Vì thế nên là khi mà anh em xác định là muốn gắn thêm một chiếc camera hay là một cái vật gì đó lên flycam của mình thì mình khuyên anh em là anh em nên tìm hiểu kỹ về thông số của máy bay của mình, xem là có thể tải trọng được bao nhiêu nhá. Một cái lý do nữa mà mình đã nói đến ở trong rất nhiều video, đó là anh em đang quá lợi dụng vào cảm biến. Như anh em cũng đã biết là cái cảm biến ở trên những cái chiếc DJI thì nó không thể nào mà phát hiện ra những cái vật thể rất là nhỏ, như kiểu là dây điện nhỏ này, những cái cành cây. Và khi mà chúng ta bay vào thì cảm biến nó không hề kêu, nhưng mà bay vào thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị rơi flycam. Đây là một cái điều mà anh em cũng cần phải lưu nhớ. Một cái lưu ý nữa cho anh em, đó chính là khi mà chúng ta bay quá sát so với mặt nước. Mình biết là khi mà anh em đi quay thì chúng ta không thể nào mà có thể là tránh được những cảnh quay dưới nước. Thế nhưng mà có một cái lưu ý thế này dành cho anh em, đó là khi mà chúng ta bay ở dưới nước ấy, và bay ở flycam ở chế độ thẳng thì nó sẽ có xu hướng là hơi bị nghiêng một chút. Và khi đó thì cái cảm biến dưới bụng của flycam ấy, nó sẽ không thể nào mà đo chính xác cái khoảng cách của flycam và mặt nước được. Vậy nên là sẽ rất nhiều phần trăm là nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ bị lao thẳng xuống mặt nước. Vậy nên là khi mà anh em có những cảnh quay mà chúng ta bắt buộc phải bay ở dưới nước thì một cái lời khuyên dành cho anh em ở đây, đó chính là chúng ta nên bay ở khoảng cách an toàn so với mặt nước.
Và thứ hai nữa, đó chính là anh em nên bay chậm thôi, để chúng ta có thể là dễ dàng kiểm soát chiếc flycam của mình. Và cảm ơn anh em đã xem hết video này. Và nếu như mà flycam của anh em nó có vô tình bị rơi xuống nước thì hãy mang ngay đến trung tâm bảo hành của Tokyo nhé. Cuối cùng thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera. Chào anh em.